Văn hóa uống rượu của Hàn Quốc và Việt Nam khác nhau thế nào? Soju beer, tôi có người đại tệ. Còn đây là người Việt Nam. Đơn giản mà. 어른께 술을 따를 때 왼손은 여기 아니면 여기 아니면 여기 오케이? Còn đây là người Việt Nam. Bác ơi, chờ tôi, chờ bác nhé. Đây ạ, đây ạ. Con bé hay tè. Con bé. Hoặc là chan. Còn đây là người Việt Nam. Anh em ơi! Ôi! 1, 2, 3! Go! 2, 3! Go! 2, 3! 4! Bao nhiêu? 2! 어른과 술을 마실 때. Còn đây là người Việt Nam. Chào mời bác nhá. Sụt을 다 마셨을 때. Còn đây là người Việt Nam. 2, 3, go! 2, 3, go! Chúc sức khỏe ạ. Chúc sức khỏe chị ạ. Cháu chúc sức khỏe bác ạ.